Em lại xin chào quý vị anh chị cô chú nhé. Hôm nay em đi đến cái bãi gọi là như kiểu bãi phế liệu Việt Nam mình nhá. Ở thì đây như gọi là bãi rác rồi, gần như thế. Đây xe cổ là nhiều. Xe thì nhiều nhưng mà cái rẻ, nhưng mà cái đóng gói mình gấp vào thùng rồi mình gửi về Việt Nam là nó rất là khó khăn. Nên là nó cước nó rất là cao. Và quý vị nếu mà có xem thì cũng hết sức là thông cảm em là vì cái cước cao hơn cái xe rất là nhiều. Thì ở đây có cả xe trợ lực, xe địa hình, xe thể thao này. Đó là xe gì đấy ạ? Office Press. Bên kia có xe đạp bằng điện luôn này. Đó. À, đây có mấy xe trợ lực. Trợ lực thì hết pin cũng có, mà còn pin cũng có, còn xe đạp thì địa hình nhiều lắm này. Em chỉ tay đó rất là nhiều đây này, nhiều lắm quý vị ơi. Con này là gì đây, hát điện hóa chế tạo Muriel Kateri. Cái này là không lấy tiền luôn hả? Nếu mà ở bên này anh nào mua đây bên này thì giá là rác ra là rưỡi. Đây con cái xe này đẹp này. Mà cái này hết pin hết. Nó còn vẫn còn khá nhưng mà nó để một bữa ngoài nắng là sợ nó hư hết rồi. Mà cái xe đạp này thì bên này mua thì vài 300.000 một cái. Để quý vị bên này để mà lấy được thì vài 300.000 một cái. Đấy, nhiều anh em xem kênh có hỏi em là vài 300.000 một cái à, thì em cũng bảo đúng vài 300.000 cái, nhưng mà đó là giữa giá cước tại bãi bên này, giá tại bãi bên này chứ không phải là giá về Việt Nam vài 300.000 một cái thì không làm được, ai làm cho. Và máy cắt cỏ đây, chẳng có mấy anh hỏi máy cắt cỏ cũng có luôn. Đây, thỉnh thoảng có nhiều người sẽ tải xe cá nhân người ta đến, người ta mua đồ nhiều lắm. Đấy, lùi đồ vào, lùi xe vào để chất đồ này. Anh kêu hai xe đẹp, xe đạp quý vị thấy hai xe địa hình đẹp không? Đẹp không? Đó. Xe máy này. À, đây, mỗi xe rẻ này thì 1-2.000, 2-3.000 một cái, 2-3.000 một cái ở bên này. Tính ra tầm 300-400.000 một cái là nhiều. Máy phát điện này, có luôn đấy. Phát điện G200 của A của gì đó, Makita. Nó nhiều loại lắm quý vị ơi, đây hầu như cái gì cũng có. Xe nhưng mà đây xe đạp người ta chất pallet này, chắc người ta đi quảng về Trung Quốc, ở châu Phi này. Còn đây trong này có mấy anh thương lái người châu Phi, người Trung Quốc người ta mua. Còn Việt Nam thì gần đây có xuất hiện thêm Việt Phú có mặt ở đây. Ngoài ra có một vài thanh niên Việt Nam là có làm việc ở đây cái xưa này luôn. Em không quen biết có anh em đó, em lên đây thì người ta làm việc ở đây làm công nhân phân loại đấy thôi. Thì ví dụ người ta có mua thì sẽ rẻ hơn là so với bán cho khách ngoài như em chẳng hạn. Có xe Chevrolet, nó xe này mà về Việt Nam thì vào việc đó. Có mấy cái xe của Hummer rồi xe của Chevrolet ngon lắm, nhưng mà nói thật quý vị là xe khung thép này thì nó không ăn thua, nặng. Mà cái xe bon thì nó thì ok hơn chút, nhưng mà thì phải cái việc mà gấp tháo bánh ra rồi gấp lại đóng vào cái thùng mà gửi đi á, rất là bất tiện ở bên này làm. Thứ hai nữa là cái cước vận chuyển ở bên này này, cái trước nó to, cái trước cái phí vận chuyển trong nước Nhật này rất là cao, chưa kể phí vận chuyển về Việt Nam. Nó thành ra là nó hơi khó khăn dần dần đấy, nên em không ngại làm cái đồ xe đạp. Từ khi xe mới, nhiều khách đặt xe mới thì em vào việc liền, đặt phát là người ta đến kho luôn, thì đằng nào cũng một công cước đóng trong thùng hết rồi đó. Về mình chỉ tháo thùng ra và thôi, là lắp lên là đi thôi. Nên là nó ok hơn. Này còn mấy xe này thì lấy bán bên này thì ok. Bên này thì mấy một vài man có một cái. Còn pin thay pin vào cho ngon bán cho anh em được thì nó cũng rẻ hơn so với thị trường nhiều, mà vẫn sử dụng tốt, cho giấy tờ đầy đủ, mua bán đàng hoàng chứ không phải là vô vận. Đây máy nén khí, máy nén hơi này.
xe thì chất thành pallet luôn. Bên góc kia thì có cái máy múc, người ta đang múc phá để bỏ lên người ta đi dỡ nhà về, người ta chở vào đây này. Đó. Đó, mới giặt đồ này. Điều hòa nhá. Em giặt điều hòa sẽ đạp cho quý vị này. Đấy, cái máy đạp này. Em đi em cầm điện thoại nên nó hơi rung một tí, quý vị thông cảm em tí, bếp ga này. Ra thì cái này hẳn 2-3 nghìn một cái bên này thôi. Máy in này, máy điều hòa với sóng này, nồi cơm này. Con này, con nồi này còn đẹp không? Ok luôn mà, nồi này lòng nồi còn ok luôn nè. Vừa gì đâu, đó là cái cơm nó dính nhá. Nồi còn đẹp luôn này, cái này cơm dính nhá. Cái nồi nó còn đẹp mỗi luôn tiên. Nghe rồi. Này nó bán cái à? 1.000-2.000 nữa, 2 bi luôn này. 2 bi luôn này. Cái này là Việt Nam mình là khoái lắm ấy. Coi cái đời nào. Cái này là nó 2 bi. Cái đời của nó là đời 2021 luôn. Ô vào VIP. 2021 đó. Nó bi cái lòng nồi là được nhất đây. Nồi 2021 à, ngon à. Sụng sụng sạch cho sụng nhựa đây. Mấy cái lát trong kia là hồi vô hỏi nó sao à? Đâu? Hay trong xưởng trong à vậy ha, để nhờ vô coi, để nhờ ông kia để chúng ta coi. Đây con dao đen này ngày nào đến đây gặp ông đưa về đồ về cho Phi. Nhưng mà cái kim cắt rồi gì đây đầy này. Trước hỏi nó bảo đưa đồ về cho Phi. Đây cái nước cái này nó bị vênh này thôi chẳng lẽ. Ok. Đây em có hai quạt này, em lượm hai quạt cho quý vị này. Đẹp không? Long lanh luôn à, không một lỗi lầm gì luôn. Đẹp như mới. Cái tô búa này. Vòi nước rồi gì gì bên vòi phun sơn phun cát gì đấy đầy mặt ngàn trời mây luôn. Đó. Thì động laptop này. Nhưng mà toàn laptop ghẻ. Nên là không làm được. Đấy, laptop thì Việt Nam mình thì cứ phải đời sống bây giờ nó khá lên thì thành ra họ yêu cầu máy là yêu cầu cao mà giá thành là phải thấp. Lenovo. Dù con này con sao? Inside gì đây? R50P 3.0. Cũng đẹp đấy chứ. Không biết là sao. Windows 8. Nói chung là rác và rác. Đây nó không mua sạc về bẫy chết toi thì mất thời gian. Đó, đây nói chung là nó có đủ trên trời dưới bể. Máy hút bụi ra đến máy cắt cầm tay nồi cơm. Như quý vị này, thấy nồi cơm nhiều, bạt ngàn luôn. Đỏ nướng, bếp nướng ở trời. Ngoài nước này. Nó áp suất này, nó áp suất cái này, đó quý vị thấy nhiều đồ, lò nướng bếp nướng dầu, bếp sưởi dầu này, quạt này, cái quạt này đẹp quá trời luôn, máy hơi rung tí quý vị thông cảm nhá, quạt đẹp trời luôn. Nhưng cái nụ này nó có thì con này nó nhẹ chứ không nặng lắm. Được, con này đẹp. Rất là đẹp, quý vị thấy được. Nó nằm ở bãi rác mà nó còn đẹp như thế này. Về lau lại tí nữa thì nó không biết là nó tầm ngọc trinh luôn. Trinh nhắc thì không đẹp bằng luôn ấy. Trinh.
Đây thì trong này nó có tivi, quạt đây, quạt này hơi xấu một tí nhưng mà bằng nhựa này. Sanyo em bỏ lại, em lấy hai cái cọc sắt ngoài rồi, quý vị có nhu cầu thì em gửi thông tin đó nhá. Đây có mixer này, Behringer mixer này, còn đây có con đầu cassette của Sony này, Victor này, rồi gì đấy nữa nhiều à, nhiều lắm quý vị ơi. Ba lô này. Nhiều hết sức là ở đây quạt công nghiệp này. Đấy, quạt công nghiệp đấy, quạt công nghiệp này trước em cũng có mua một vài cái về cho khách ở Việt Nam này. Họ mua vợt cầu lông, vợt tennis này, vợt này làm gì đây, gỗ vợt này thì nói chuyện làm gì đây, rác sạc bị phòng hay là quỷ như thế này đâu giờ ai dùng. Vợt tennis này. Chipotle Treat này, Winson này. Ngon chán, cái này đẹp. Không đẹp nhưng mà nói chung cũng vẫn ngon chán. Đó, ở đây thì có gì đây? Nước hoa luôn, đây. Lâm. Đây có nước hoa luôn, đấy. Ừ, tốt lắm. Được được, cái này vào việc được. Đấy, đây, tí nữa em sợ làm quay tiếp cho việc coi. Đấy, có gì đây. Thôi. Bút là bút kỹ thôi, cái gì, cái nợ cái gì đâu. Rồi, ok, em tắt video quý vị, em đang kiếm đồ em về hôm tối. Nói chung sắp trời sang mùa thu đông, nhanh tối. Em cũng thành thủ quay cho quý vị vài video xem kênh, dạo úp lên kênh quý vị ghé thăm kênh. Không, quý vị bảo thằng này làm ăn gì mà không không thấy quay cái video gì cả cho anh em xem. Có máy hút bụi, à máy máy lọc nước à. Được nước gì đây? Chevy này, à đời nào đây? Đời của nó là không thi gì à? Để xem bên dưới nhé. Nặng quá, con này nặng quá là ngại. Không thấy ghi luôn à. Đó, cái công ty QC này. Không thấy đời luôn các vị ạ. 212 này có phải đời 2021 không? Bảo hành đến cái lọc này là vẫn còn sử dụng đến tháng 7 năm 2024 luôn nhé. Vẫn ngon lắm. Không biết sao hơi ấy. Quý vị nào có video cần thì em lại sau nhé, cho nằm đấy ạ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại video lần sau.